Bốn tuổi tài lộc tăng vọt, may mắn dễ có nguồn tiền lớn về túi trong tháng 5 âm lịch này. Có là, một tuổi dần, bước sang tháng 5 âm lịch sắp tới, tuổi dần có thể đón nhiều tin vui về đường tài lộc, làm đâu thắng đó mà còn có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình chỉ sau một đêm. Hai. Tuổi ngọ, được thần tài phù hộ, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận, tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng, sự nghiệp may mắn hơn. Ba. Tuổi thìn được nhiều các tinh hội chiếu, người tuổi thìn có vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày. Nên dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay kể cả công việc lẫn chuyện tình cảm. 4. Tuổi tỵ được nhận tài lộc từ thần tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả, thông tin chiêm nghiệm tham khảo.